Một trạm hải đăng thường là có 6 người, trạm này thì cũng có số 6 người. Nhiệm vụ chủ yếu là vận hành, bảo quản, bảo dưỡng, làm sao để cái hải đăng này nó hoạt động thông suốt, đúng với cái đặc tính thông báo hải cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Phú Yên được an toàn. Thì đây là cái chỗ mà nhô về cực đông xa nhất, nơi là đón bình minh đầu tiên của đất liền Việt Nam. Thì du khách cũng thường đến đây nhiều, thì cũng làm cho mình coi như là vui vẻ, đỡ nhớ nhà, rồi đồng viên mình công tác được yên tâm hơn. Đến khi mà mới thời gian đầu mới về trạm thì em thấy ở đây là một cái nơi gọi là rất là khắc nghiệt, đầu sóng mặt gió. Nhưng mà qua cái thời gian làm việc thì em được thấy là mình được ở đây và cũng được có cái niềm vui là mỗi một buổi sáng là em được đón ánh nắng bình minh, nơi mà đầu tiên ở Việt Nam. Nên là em rất là hạnh phúc. Qua phóng sự hôm nay thì em cũng được gửi lời chào tới vợ con và bố quê nhà. Chúc bố và vợ và ba con nhỏ luôn mạnh khỏe.